Lộc đang làm gì vậy? Đâu con Pin đâu rồi? Trời ơi con Pin đang bắt cá hả? Đâu cá đâu? Ê, mỗi cá bự vậy? Rồi bắt đây cho Lộc nướng đi. Ê, các bạn nay bằng Pin sẽ bắt cá đi nướng nha. Có bạn nào thích ăn cá không? Rồi đem ra cho Lộc nướng cá nha. Anh Lộc đang chuẩn bị cái bếp than nè. Cá bự quá. Quá wow, con cá bự dữ hả? Rồi bây giờ mình bắt lửa lên mình nướng nha. Đây các bạn ơi, bây giờ mình nhúng lửa lên mình nướng con cá nha. Con cá đâu rồi Pin? Rồi một con cá bự lắm nè, tao cầm lên cho các bạn xem nhé. Đây bây giờ bạn Lộc đang nhúng lửa nha. Cháy chưa bạn Lộc? Cháy rồi. Rồi lửa sắp cháy nè nha các bạn. Con cá này cá siêu khổng lồ luôn đó. Wow, lửa cháy rồi. Wow, gió nhiều quá. Rồi bây giờ ngồi chờ cho nó chín nha. Ôi, khói dữ vậy. Cá đâu rồi Pin? Rồi né khói, nghe khói nhiều lắm á. Đây các bạn ơi, đang bắt đầu nướng con cá nha. Ở đây gió quá, khói quá trời luôn. Rồi kiếm thêm củi nha. Kiếm thêm củi đi Pin ơi, con đi lụm củi đi. Lụm củi bỏ vô đi. Rồi đi theo ba Lộc lụm củi bỏ vô nha. Cho con cá nó chín. Wow, đã quá. Chín chưa bạn Lộc? Chín rồi bạn ơi. Wow, các bạn ơi, cá chín nửa bên rồi. Còn nửa bên nữa nha. Wow, ngon quá. Hả à, con gì vậy? Wow, các bạn có một con đuông. Wow, con đuông đẹp dữ hả? À, bắt bỏ vô ly đi, bắt bỏ vô ly đi. Rồi bỏ vô cái ly nha. Đây này các bạn ơi, một cái con đuông này nó đẹp mới có nha, lạ lắm á. Đẹp đấy, đẹp không Pin? Đẹp quá hả? Bò ra nữa hả? Wow, con này đẹp quá. Thôi rớt rồi, rồi bỏ vô ly đi, bỏ vô ly lấy nắp. Đây rồi, đâu rồi, để nó bay qua đây nè. Nè, ủa, đẹp chưa? Để cho các bạn xem nhé. Rồi bỏ vô ly nha. Rồi nó bay đi đó. Rồi còn một chép ghế thôi. Cái này có nhiều con lắm, có nhiều con nó có màu đỏ luôn á. Ôi rồi lấy nắp đậy lại nha. Pin ơi. Wow, ơi các bạn ơi, con cá chín rồi. Pin ơi ra ăn cá này Pin ơi. Wow, đã quá rồi, đem vô nhà ăn nha. Đây này các bạn ơi, con cá giờ chín rồi, bự quá. Rồi cho bạn Pin ăn nha. Rồi cho con đuông này ăn luôn. Rồi cứ ra. Wow, con cá này thịt quá trời luôn. Rồi con Pin ăn không Pin? Rồi thổi đi nóng lắm á, thổi đi. Rồi thổi nha. Nóng không? Ngon không? Ngon Pin? Quá trời. Quá ngon luôn hả? Ôi ngon quá các bạn ơi. Rồi cho ăn miếng nha. Wow, thịt cá này ngon quá, ăn thử. Ngon quá. Ngon dữ hả? Ừ, ngọt quá. Ăn nữa không Pin? Miếng nữa nghe. Thôi cho con này coi ăn không? Ăn không? Nó ăn không? Nó biết ăn đâu. Rồi coi ăn đi Pin. Ngon không? Ngon. Hey, các bạn như vậy là video nướng cá đến đây là hết nha. Hẹn các bạn video lần sau nha. Bye bye. Bye bye đi Pin.